Chị vừa dùng một dòng máy rửa xe để có thể rửa lên bức tường và bức tường sau đó đã được loại bỏ rong rêu. Bây giờ, quý bà con hãy cùng Chi để cùng khám phá xem đây là thương hiệu dòng máy rửa xe gì nhé. Và đây là dòng máy xịt rửa cao áp mà Chi muốn giới thiệu cho quý bà con, đó là đến từ thương hiệu Toàn Phát với mã là TB2800. Và với dòng máy này, với công suất lên đến 2800W, motor làm từ 100% là lõi đồng. Và Chi tin chắc rằng máy sẽ hoạt động êm ái và bền bỉ, cũng như là vận hành dễ dàng trong quá trình rửa xe.